review khu vực xích đu vòng từ bên hồ bên này sang. Đây là anh Trương Quý Oanh. Lời đầu tiên thì cho anh xin được gửi lời chào trân trọng nhất, lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể anh chị em đang có mặt tại khu vực xích đu vòng cũng như anh chị em đang sinh hoạt tại câu lạc bộ. Một ngày mới có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Chào. Cảm ơn anh. We'll be right back.
hai cây rưỡi rồi. Đang chạy đi hay chạy lại à? Anh cho bác chạy quay lại. Để những bước bắt đà của anh Trịnh Đình Tân rất là chuyên nghiệp. Màu xanh áo lính nhá. Chuyển chuyển. Xứng đáng là một sức thủ cho câu lạc bộ sức thủ vòng. Đúng là tôi đã nói là anh Tân đã không bù thì thôi. Khi anh lên dây là anh phải 3 đến 5 vòng. Quá tuyệt vời. Rồi. Cái mặt của anh rất là thận trọng. Để có được một chiếc đẹp. Anh phải mất rất nhiều thời gian. Ào. Chào cả anh em. Anh mới bị à? Có căng và không căng. Cảm nhận của anh thế nào khi rất tuyệt vời, một Tung Sato rất đẹp. Quay vòng tiếp. Kiểu gì cái thai vào cũng sẽ bắt được. Nhanh lên quả xếp.